Dạ. TV256 xin mến chào quý anh chị em nghe. Dạ, hôm nay TV em muốn chia sẻ với anh quý anh chị em về cái sự kiện mà xảy ra cho anh Nguyễn Hữu Tấn đó, ở nhà anh Nguyễn Hữu Tấn đó, thì để coi TV đưa ra cái địa chỉ nha. Ủa, đâu rồi, đây rồi. Cái địa chỉ nhà của anh Nguyễn Hữu Tấn nha, quý anh chị em để ý nha. Không biết có thấy rõ không? Thấy rõ không quý anh chị em? Không có thì đọc ở trên cái trang nhà cũng được ha. Có thể để xa xa một tí ha. Nguyễn Hữu Tấn 3337 tổ 3 khóm 3 phường Thành Phước. Phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long nha. Rồi. Còn đây đó mà quý anh chị em mà muốn đóng góp cho gia đình anh Tấn á, thì đây là cái tài khoản của ông Nguyễn Hữu Quang nha. Số tài khoản ông Nguyễn Hữu Quang, rồi ngân hàng Vietcombank ha, Cần Thơ, Vĩnh Long ha. Tôi nghĩ là quý anh chị em thấy rõ rồi ha. Rồi thì hôm nay là rất đặc biệt, là ngay hiện tại đó thì TV256 chia sẻ một cái đoạn mà audio mà để nghe người chị của em Tấn đó, chị đó là chị Phượng ở bên Georgia, ở Mỹ ha, ở Mỹ. Thành ra quý anh chị em nghe nha. Thì chỉ kể lại là hiện tại đó là công an gọi là bao vây khắp mọi nơi hết, 100 mét, 200 mét, 300 mét, 500 mét nữa, bao vây nhà anh Nguyễn Hữu Tấn. Mà đến giờ này đó, trong nhà đó thì chỉ có gia đình không thôi, không có một người thân hàng xóm nào để viếng thăm anh Tấn hết đó. Ở trong nhà hoàn toàn không có ai đến thăm hết đó. Mà công an thì bao vây khắp nơi, họ chặn hết mọi ngã đường, họ không cho đến. Đó là cái lời mà của chị Phượng đó vừa đưa lên trên internet đó. Thì TV cho quý anh chị em nghe rõ cái lời chị Phượng nha. Có hai thằng con trai, dạ. Rồi thêm một đứa em là Nguyễn Hữu Vinh. Nó có một thằng con trai 18 tuổi, với lại một đứa bé 1 tuổi, dạ. Rồi với lại thêm một thằng em út là nó chưa có vợ, dạ. Mà bây giờ nhà cửa bây giờ bao vây hết trơn rồi, bây giờ là không có ai mà đi ra được hết trơn á. Bây giờ nhà cũng đám ma cũng không ai tới luôn, bao vây cách 300 mét, 500 mét, 100 mét, bao vây hết trơn luôn. Dạ vâng, tức là những người cảnh sát cơ động 113 là đã bao vây khoảng 300 mét chung quanh nhà của ông bà cụ, tức là 500 100, đó là 3 4 cái lực lượng luôn. Không biết nữa, đem chó săn 4 5 con, rồi cây côn cây đập gì tùm lum hết trơn. Bây giờ bao vây mà đánh ma cái xác nằm ở trong nhà mà không ai dám tới, ta đi ngang ta không dám dòm trong nhà nữa. Dạ vâng. Vâng thưa các anh chị em, bây giờ là rất là... Vâng thưa các anh chị em, đặc biệt là các anh chị em đồng đạo của Phật giáo Hòa Hảo, rất mong rằng đây là cái sự việc mà chúng ta phải liên kết lại.
nghĩa tử là nghĩa tận, một người đã chết một cách oan ức như vậy, thì chúng ta những anh chị em, những tín hữu Phật giáo Hòa Hảo, đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta tôi tha thiết được rồi một lời kêu gọi với đến cùng các anh chị em tín hữu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta hãy tập trung để đến viếng xác của anh Nguyễn Hữu Tấn, một người vừa bị giết tại Vĩnh Long, tại công an Vĩnh Long. Tấn là để mà ủng hộ tinh thần đun đúc cho ba mẹ ba mẹ con bây giờ ở bên đó không có ai tới làm hết á, chỉ có gia đình. Dạ vâng. Chỉ có gia đình thôi, bây giờ không có ai dám tới hết á, bây giờ công an rồi bao dây hết rồi, xung quanh 100m, 200m, 500m. Vâng, thưa các anh chị em, thứ nhất là các anh chị em hoạt động truyền thông, và cái thứ hai đặc biệt là đồng bào Phật giáo Hòa Hảo, tín đồ Phật giáo Hòa. Dạ, quý anh chị em vừa mới nghe mà đoạn băng mà anh Nguyễn Văn, Phạm Văn Thành đó phỏng vấn cái gia đình của chị Phượng. Chị Phượng đó là chị của anh Nguyễn Hữu Tấn và anh Hùng. Anh Hùng là anh rể của Nguyễn Hữu Tấn. Thì ngay cái lúc mà phỏng vấn mới đây đó, mới đây cách không có lâu đâu, cỡ khoảng là nửa tiếng hay một tiếng vậy thôi, thì ngay cái lúc mà phỏng vấn đó thì chị Phượng chỉ gọi về cho gia đình, thì được gia đình thông báo đó là không có một người nào đến viếng cái đám tang hết đó, không một người nào, hàng xóm rồi chung quanh rồi cũng không có ai đến hết, là tại vì công an bao vây gọi là khắp nơi hết, cách khoảng từ 100m cũng có công an, 200m cũng có công an, 300m cũng có công an, và 500m cũng có công an bao vây, rồi là toàn bộ cái gia đình nhà người ta, gọi là không có một người mà để mà viếng cái đám tang như vậy. Mình cảm thấy rất là khó chịu, thành ra mình lên rồi là mình livestream để mà cho quý anh chị em biết đó, là mình không thể chấp nhận được một cái chế độ mà hành xử mà mang rợ mũi rợ như vậy, đến mà người ta viếng thăm một cái đám tang mà cũng ngăn chặn lại nữa. Một cái chế độ gì mà rất là quái đản đó, TV256 là rất là quái đản, mình không có thể tưởng tượng được nó tội ác đến cái mức đó. Nó tội ác đến một cái gia đình người ta đang có tang quyến như vậy, mà nó đưa quân đội, đưa công an đến để mà chặn hết mọi nẻo đường. Đến giờ này không có ai đến viếng đám tang hết. Thành ra đó, TV256 lên đây để mà nói lên cái sự căm phẫn của mình. Và cho quý anh chị em biết là địa chỉ đó, địa chỉ với cái nơi mà quý anh chị em có thể gửi mà hỗ trợ về tiền bạc đó, gửi hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Hữu Quang nha. Có số tài khoản đó, có số tài khoản thì TV Post lên trên đó đó, thì theo cái đó cũng được, nhưng mà qua cái hình ảnh này đó thì quý anh chị em có thể thấy rõ hơn, thí dụ vậy đó. Đó, để mình dễ nhớ hơn cái số tài khoản, để mà thường thường á, TV gửi bằng cái Western Union á thì rất là dễ. Western Union thì mình gửi thẳng vô tài khoản của anh Nguyễn Hữu Quang. Nguyễn Hữu Quang là anh của Nguyễn Hữu Tấn nha. Dạ, TV chào anh Hùng nha. Lâu quá không gặp hả? Đó, rất là tàn nhẫn nha, chế độ quá tàn nhẫn đi. Đến người mà người ta thăm viếng mà đám tang mà không có ngăn cản toàn bộ, rồi còn mang chó nữa. Mang chó với ba cái dùi cui đó để mà tìm cách để mà đánh đập người dân nữa. Bây giờ đó,
Chị Phượng đó là chị ở bên Georgia, chị mới gọi điện thoại về nhà thôi và chị thông báo cho chúng ta biết như vậy. Thì cách đây có mấy phút à, có khoảng 15-20 phút thôi, là hiện tại đó, hiện tại là bên đó thì có thể là cũng khoảng 9 giờ mấy thì là công an nữa là bao vây toàn bộ hết thôi. Nhưng mà người công an thì mình thấy cũng không có bao nhiêu đâu, đâu có so sánh bằng cái lòng dân, cái lòng dân mà căm phẫn đó. Thì công an đó bao nhiêu không, 4-500 tên công an cũng chẳng là bao so với số đông của đồng bào mình mà phẫn uất như vậy. Mà được tài trợ thì quý anh chị em tài trợ nha. TV cũng muốn đọc cái địa chỉ lên đây một vài lần để mà có thể chúng ta nhớ một chút xíu, là địa chỉ là ở 3337 tổ 3 khóm 2 phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại là 0939 092 968. Muốn mà giúp cho gia đình của anh Nguyễn Hữu Tấn á, thì gửi cho ba của anh Hữu Tấn là Nguyễn Hữu Quang, số tài khoản là 011 1000 757 442, ngân hàng Vietcombank, Cần Thơ, Vĩnh Long. Mình thử hỏi mình là nếu mà đứng vào cái có hoàn cảnh mà của cá nhân mình á, thì mình nghĩ làm sao? Mình có thể mình tức chết luôn đó. Mà người con là chị Phượng đó, là chị rất là lo lắng cho cái sự an nguy của gia đình chị. Chị nói mà anh Nguyễn Hữu Tấn mà giết được á, thì cả nhà chắc cũng sẽ bị công an giết hết luôn. Công an giết hết luôn. Và người những tên công an đó có thể cáo buộc đây là một cái gia đình phản động, cái gia đình mà treo cờ vàng, hiểu không? Trong khi người ta chỉ có một cái tấm vải vàng thôi, rồi tịch thâu mấy cái cây viết mực đỏ, rồi những cái cọng chỉ đỏ, tịch thâu những cái cọng chỉ đỏ để mà tố giác một cái gia đình gọi là treo cờ vàng. Mình thấy nó rất là vô lý. Dù có treo cờ vàng đó, luật pháp cũng không có cấm. Luật pháp đâu có cấm treo cờ vàng. Mình dỡ ra tất cả các luật hiến pháp, bộ luật hình sự có cấm treo cờ vàng không? Mà những tên cầm đầu đó, là TV đã nghe chính tận tai Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng nói luật pháp không cấm thì người dân có quyền làm. Nguyễn Tấn Dũng mà khơi xưa làm thủ tướng mà phát biểu như vậy. Bất cứ việc gì mà luật pháp không cấm thì các anh có quyền làm. Ngày hôm nay người ta làm dù có treo cờ vàng cũng không được cấm nữa. Thấy không? Treo cờ vàng đó là thể hiện cái ý kiến, cái chánh kiến của người ta. Mà cái chánh kiến đó là thuộc về cái quyền tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận đó là được gọi là hiến pháp thông qua vào điều 25. 25 là bảo đảm cái quyền tự do ngôn luận của người dân. Thì người dân có quyền chính kiến là quyền yêu thương cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Không có quyền gì mà bắt người ta hết á. Cái luật pháp nào cho các anh mà làm như vậy? Các anh làm như vậy chẳng khác gì các anh ngồi xổm lên cái luật pháp này. Các anh là những thằng lưu manh. Nó thẳng ra như vậy đó. Các anh sẵn sàng ngồi trên điều 4 hiến pháp. Các anh gọi là sẵn sàng làm những cái chuyện dã man như vậy. Ngồi xổm lên luật pháp như vậy. Luật pháp là phải tượng trưng cho cái sự công bằng, với cái nền tảng của luật pháp là cái công bằng. Công bằng là bất cứ một đảng phái nào cũng có thể lãnh đạo cái đất nước nếu mà được dân bầu, chứ không phải chỉ có một đảng cộng sản là được ngồi trên hiến pháp như vậy.
luật pháp mà không có công bằng là luật pháp đó vứt vào sọt rác. Và các anh hiện tại các anh đã dẫm vào cái luật pháp như vậy. Các anh không tôn trọng luật pháp, các anh bao vây nhà người ta vì một cái lá cờ mà cái đó cũng không phải là lá cờ nữa. Các anh làm những chuyện thô hủy như vậy thì nói sao là người dân sẽ không tuân hành luật pháp, người dân sẽ không tuân phạm luật pháp như các anh đó, là cái đất nước này nó hỗn loạn. Các anh không thích thể nào mà dùng chó săn rồi dùi cui rồi bao vây nhà người ta như thế, mà trong đánh tám tan người ta, các anh ít ra cũng phải có tôn trọng, nhất là cái vấn đề mà tang chế trong gia đình người ta. Người ta đã khổ quá rồi, người ta đã mất người chồng rồi, người con đã mất người cha rồi, một cái mắt các anh đuôi em mà không thấy những điều đó. Rồi các anh bắt người ta phải chui chôn liền nữa. Trong khi đó cái lăng Ba Đình nó nằm trên đỉnh đó, cái thằng đó, cái thằng Hồ Chí Minh đó, thằng mà giặt tàu đó, thằng mà trên gián điệp tàu đó, nó nằm trên lưng như lăng Ba Đình đó. Tại sao phong tục tập quán đâu các anh nói rằng là gia đình của chị vợ của anh Tấn đó là phải đi chôn liền vì cái phong tục tập quán của Việt Nam, mà tại sao các anh để cái lăng Ba Đình nó nằm trên đỉnh như vậy? Các anh trả lời được không? Tại sao cái lăng Ba Đình đó nó chống lại gọi là tập quán phong tục của Việt Nam mà các anh vẫn để như vậy? Các anh làm những điều sai trái, tội ác với toàn dân, các anh phải bị lật đổ. Nó thẳng như vậy, tôi không chấp nhận điều đó, tôi không chấp nhận điều đó. Bất cứ người dân nào cũng không chấp nhận điều sai quái như vậy. Hồ Chí Minh tại sao làm được? Hồ Chí Minh nằm ở lăng Ba Đình được mà người dân không làm được? Các anh trả lời đi. Lưu manh, thôi tivi cũng nổi nóng rồi, thôi tivi muốn không muốn, mà sự thật mình không bao giờ mình muốn mà nổi nóng, nhưng mà tự nhiên cái là mình tức thôi. Mong quý anh thông cảm, tivi xin cho chấm dứt cái buổi nói chuyện hôm nay. Mình nóng quá là mình biết mình nói chuyện là mình không thích nóng, nhưng mà nó bắt buộc mình phải nóng. Mình thấy cái hành động của cái lũ công an này, nó bao vây nhà người ta như vậy, mình không cho ai đi vô thăm hết, mà nó mang chó rồi, nó mang gậy gọc đồ đến nữa, đồ lưu manh.